Ok anh em ơi, lại là mình Sima. Tấu cung bà nó hài đây. Emotional damage. Căng gọi anh em à, bây giờ là tôi ra cũng như là tôi kêu với Lâm là chống lại tất cả những người yêu cũ mà từ trước tới giờ tôi yêu luôn anh em ơi. Những người mà tôi đã công khai cho tất cả anh em biết ý, với lại là những người mà chưa công khai anh em à. Đấy. Và hôm nay là tôi cho anh em biết là tất cả những người yêu cũ mà tôi đã yêu là ai nha anh em ơi. Bây giờ nếu như mà với Lâm mà nó thắng được một người yêu cũ của tôi á, tôi sẽ cho nó là 500.000 anh em à. Nãy chơi lớn luôn nha. Ok, bây giờ đi thôi anh em ơi. Lâm ơi. Bây giờ em muốn kiếm tiền không? Tham lam. Trời ơi, là trời mày làm gì tham lam chứ mày. Bây giờ nha, anh sẽ cho em là chống lại tất cả những người yêu cũ mà từ trước tới giờ anh quen luôn. Và nếu như mà thắng một người á, anh cho em 500.000. Chơi không? Bây giờ chơi không? Chơi luôn hai sợi vậy. Để xem là hôm nay là với Lâm nó hủy diệt tất cả những người yêu cũ của mình được không nha anh em ơi. Hiện tại là mình cũng kiểu như là chia tay ấy, nhưng mà mình cũng có nhắn tin qua lại anh em à. Đấy. Ok, bây giờ chơi luôn ha. Dạ. Để đi. Dạ. Hello, lại là mình Sima. Tấu cung bà nó hài đây. Lại em làm game. Ok anh em ơi, hôm nay là với Lâm nó sẽ bắn cái góc bắn của nó luôn nha anh em ơi, chứ không phải là tôi quan sát nha. Từ trước tới nay là tổng hết luôn, tôi có 3 người yêu cũ anh em ơi. Và người đầu tiên chính là Dâu Xinh anh em à. Ngày trước là tôi cũng có quay clip ở trên kênh của tôi ấy. Và tiếp theo chính là May anh em ơi. Và cuối cùng chính là một người tên là Ami và ở bên Indonesia anh em ơi. Nhưng mà hôm nay là tôi nhắn tin cũng như là kêu qua bên server Việt Nam luôn anh em à. Ok, hôm nay nha, nếu như mà trong 3 trận đấu này em mà không nốc trận nào ấy thì anh sẽ thưởng cho em là thêm 200.000 nữa. Thì anh hai uy tín luôn, Việt Nam đó là làm luôn. Bây giờ anh em nhớ là comment ở dưới là bé Lâm cố lên để cho bé Lâm có động lực cũng như là khô máu ở trận đấu này nha anh em ơi. Cảm ơn anh em nhiều nha. Từ nãy tới giờ anh em mà chưa có like cho mình, lấy cái gót chân lên giọng như trong cái nút like giúp mình nha anh em ơi, cho nó ngầu lòi nha. Trời gì ghê vậy anh Hải. Thì trận đấu đầu tiên này bé Lâm sẽ đối đầu với lại là Dâu Xinh anh em ơi, người yêu cũ đầu tiên của tôi luôn anh em à. Xem là trong trận đấu này bé Lâm thắng không nha. 1-1 luôn. Ok, 1-0 đầu tiên cho bé Lâm nha anh em ơi. Bé Lâm ở trong trận đấu này nó liều mạng, nó cầm lục bạc bắn luôn anh em ơi, kiểu như là nó chấp ấy. Còn người yêu cũ của tôi là có thể mua được UMP với lại là MB40 bắn ở trong trận đấu này luôn anh em à. Rồi. Đây rồi. Á đù không trúng anh em ơi, từ từ nha Lâm ơi. Sao mà đỡ được nè. Có chừng là lú gan cái nó bắn cho một viên UMP nữa là thôi, lên bản điểm số nước vàng rồi ăn bánh nghĩ về cuộc đời luôn ấy. Gì vậy anh hai? Rồi, để xem là người yêu cũ tôi đang ở đâu anh em ơi. Sao mà đỡ được nè. Đù, bé Lâm thắng luôn kìa anh em ơi. Ok anh em ơi, bắt đầu trong trận đấu này là bé Lâm nó đã bắn MB40 rồi anh em à. Combo MB40 vít vàng này chính là combo súng tủ bé Lâm luôn ấy. Á đùa nghe căng vậy. Trong trận đấu này mình nghĩ là nghiệp cũ đầu tiên của mình là ăn hành, tao nói là ngập mặt luôn chứ còn gì nữa. Đúng rồi đó anh Hải ơi. Sao mà đỡ đường này, trời ơi full đỏ luôn anh em à, bé Lâm nó bắn gớp vậy. Dễ chưa. Nếu như mà các bạn thích bé Lâm á, đừng quên là ghé kênh chính thức của bé Lâm tên là Bé Lâm Gaming nha. Anh em tìm YouTube là nó sẽ ra nha anh em ơi. Và nhớ là cho bé Lâm xin một lượt đăng ký nha. Kênh của bé Lâm gần được 200.000 người đăng ký ở đấy, cho nên là anh em giúp bé Lâm nha. Ok, bây giờ còn một ván cuối cùng này. Xin nhẹ nè, cúp điện nè. Cúp lên đầu nhưng mà cúp đam. Bể nè, cúp điện luôn. Full đỏ luôn anh em à, thứ gì mà chịu nổi luôn ấy. Ok, cuối cùng là bé Lâm nó cũng đã chiến thắng người yêu cũ đầu tiên của tôi nha anh em ơi. Và nó đã được 500.000 nha. Bây giờ tôi sẽ chuyển qua người yêu cũ thứ hai của tôi nha. Ok anh em ơi, người yêu cũ thứ hai của tôi mà bé Lâm đang đối đầu á chính là Ami anh em à. Một người yêu cũ ở bên server của Indonesia nha. Tôi có nhắn tin với lại là bạn đó cũng như là kêu qua bên server Việt Nam rồi đối đầu với lại bé Lâm luôn anh em ơi. Thành niên Lâm trận đấu này chuẩn bị là tới không chuyện rồi anh em à. Gì tới không chuyện, hai coi em nè. À quên mất anh em ơi, đây chính là người yêu cũ mà bắn dở nhất trong số 3 người yêu cũ của tôi luôn anh em à. Chứ có lẽ là trong trận đấu này anh nghĩ là em nên chấp luôn chứ còn gì nữa. Ok luôn anh hai ơi. Bây giờ em dám chấp là ở trong trận đấu này là kiểu em chỉ bắn one shot không? Ok luôn hai ơi. Rồi, bé Lâm trong trận đấu này là kiểu như là chỉ bắn one shot thôi anh em ơi. Còn người yêu cũ mình là muốn chơi súng gì chơi anh em à. Dễ dàng luôn anh hai. Rồi, chơi. Bởi nó cũng đẹp luôn nè. Gớm ghê ông nội. Ok, 1-0 đầu tiên nha anh em ơi. Lâu lắm rồi tôi không thấy là bé Lâm nó bắn one shot anh em ơi. Bây giờ nếu mà em bắn bằng ngón chân được ấy, anh cho em 100.000 em cương cho trận đấu luôn, dám chơi không? Gì hết hả, nhưng mà khó quá anh hai ơi. Thôi thôi dẹp nghỉ, tên Niên Lâm là ghén rồi anh em ơi. Tính ra là bắn bằng ngón chân rất là khó luôn ấy. Anh em nào mà bắn bằng ngón chân được ấy, tôi kiểu như là bái làm sư phụ luôn anh em à. Rồi sao mà đỡ được này. Trời ơi, trời xíu nữa nồi cung điện dính lên tới nóc xưởng luôn anh em ơi. À tính ra là lâu lắm rồi tên Niên Lâm thế Lâm lâu lắm rồi mới quanh sót lại anh em à. Ui lên đầu này không đủ đam anh em ơi. Ai yếu rồi anh hai ơi, bởi nó cũng điện luôn nè. Trời ơi trời, một phát một full đỏ luôn anh em à. Ok, ở trong trận đấu này nếu như mà bé Lâm mà nó bắn hết sọt cũng như là full đỏ được ấy, tôi cho nó 10.000 em cương luôn anh em à. Trời chứ lớn gì anh hai. Việt Nam nói là làm luôn, để xem là bé Lâm làm được không nha. À từ từ nha, nếu như mà ở trong trận đấu này em hết sọt mà kiểu có đâm vàng ấy thì không được 10.000 em cương nha. Ok không? Ok luôn anh hai ơi. Ok anh em ơi. Rồi. Sao mà đỡ được nè. Hát đù.
mấy cụ, trời ơi, trời không trúng anh em ơi. Rồi từ anh hai em vừa bắn vừa lùi. Thanh niên Lâm là có một skill kiểu như là vừa bắn vừa lùi lại anh em à. Ê, lùi hồi nhìn cái bo ngủ quái luôn em mày. Biết rồi anh hai ơi. Ui, thanh niên Lâm nãy giờ là quan sát chưa lên đầu anh em à. Hé sọt nè. Trời ơi, gán rồi thì nói đi chứ còn gì nữa. Bả nó cũng điện nè. Rồi thanh niên Lâm rung rồi anh em ơi. Sao mà rung được anh hai ơi. Ui, phun đỏ nhưng mà bé Lâm nó kiểu có một đâm vàng anh em ơi. Thôi em sao anh hai ơi, hôm nay đã bài gây vắng gũi. Trời ơi, là chơi vắng gũi gì mày. Ok, bây giờ bé Lâm vẫn tiếp tục là cây màu thanh 7 nha. À, hình như là trong trận đấu này mình không có ấn vô cái phần mà có màu 014 anh em ơi. Trời ơi, là trời, mình quên tính vào cái ô mà màu 014 ấy. Thành ra là trong trận đấu này chỉ có cây màu thanh 7 thôi anh em ơi. Mà thôi không sao, nói chung là có cái gì khô máu cái đó anh em à. À, vẫn chơi. Ui, bán nồi muốn lửa quậy mày. Biết rồi anh hai ơi, từ từ chứ. Thanh niên Lâm này dạo này tôi thấy là muốn lửa cực kỳ anh em à. Chắc có lẽ là sau trận đấu này mình cho nó đi muốn lửa luôn anh em ơi. Đấy rồi. Ui, lên đầu này nhưng mà không đủ đam anh em ơi. Rồi, chơi. Bán nồi cũng điện nè. Trời ơi, chơi không trúng gì. Tập trung vô cái mày. À, chơi chơi. Tính nhẹ nó cũng điện luôn. Full đỏ luôn anh em ơi, rồi win luôn rồi. Ghê chưa anh hai? Ok, thì bé Lâm nó cũng đã win được hai nghiệp cũ của tôi nha anh em ơi. Bây giờ là tôi sẽ chuyển qua nghiệp cũ cuối cùng của tôi và nghiệp cũ thứ ba nha. Ok anh em ơi, và đây chính là nghiệp cũ cuối cùng trong số 3 nghiệp cũ của tôi nha. Chính là May anh em à. Và tôi nghĩ là tất cả những anh em nào mà xem video của tôi cũng đều biết là May chính là nghiệp cũ của tôi ấy. Nhưng mà tôi đã chia tay cũng đâu đó là được hơn nửa năm rồi anh em à. Và hiện tại là nói chung tôi cũng có nghiệp mới rồi anh em ơi. Ok, bây giờ là để xem là trong trận đấu này bé Lâm kiểu như là đối đầu với lại là May và thắng được không nha. Ui căng vậy. Tính ra là May chính là người mà có kỹ năng là cao nhất trong 3 người cũ của tôi luôn anh em ơi. Rồi bé Lâm trong trận đấu này chuẩn bị ăn hành đi chứ còn gì nữa. Diện hành hai coi em nè. Ok, xem là bé Lâm làm gì anh em ơi. Tôi thấy là nó mang cái đầu sừng này chuẩn bị là bị bẻ luôn chứ còn gì nữa. Cái gì bẻ sừng anh hai. Rồi chơi. Xin nhẹ là không điện luôn nha. Ok, bây giờ là 1-0 đầu tiên cho bé Lâm nha. Từ từ, bây giờ ở trong trận đấu này nếu như mà em hết sọ được ấy, anh cho em là 10.000 kim cương. Gì chứ lớn gì anh hai. Lúc nãy là bé Lâm kiểu như là nó miết là kêu hết sọ quanh sót á anh em. Nhưng mà không sao, nói chung trận đấu này tôi sẽ cho bé Lâm là một cơ hội lại nha. Rồi, xem trận đấu này bé Lâm hết sọ được không nha. À, chơi. Hết sọ nha anh hai ơi. Trời ơi, trời vẫn hết sọ kìa, cái gì. Tất cả anh em biết lý do tại sao mà tôi chỉ tạo là 4 gián ở trong trận đấu này không? Bởi vì là đã mất thời gian anh em ơi, tặng 7 gián thì nói chung là solo với lại là 3 người cũ của tôi á, chắc là tới Tết mới coi clip xong á anh em à. Cho nên là 4 gián cho nó nhanh gọn lẹ nha. Bé Lâm là đang có cây MB40 với lại là cây M1-7 anh em à. À, thanh niên Lâm là chắc là đang có ý định là kiểu quan sót nó gì anh em ơi mới mua M1-7 này. Đây rồi. Trời ơi, trời quan sót luôn mày, gấp gì? Rồi, hai chơi, dắt chơi này. Ui ôi. Một chùm đỡ không nóc luôn anh hai. Rồi, cuối cùng là bé Lâm cũng đã win rồi anh em à. Bây giờ tỷ số là 3-0 rồi nha. Đây chính là trận đấu cúng cùi. Ủa lộn, trận đấu cuối cùng anh em ơi. Bây giờ là bé Lâm nó win một trận đấu này nữa là coi như nó win luôn anh em à. Và từ nãy giờ tôi thấy là nó chưa có nóc một trận nào luôn anh em ơi. Ok luôn anh hai ơi, trận đấu này phải chốt 4-0 được anh hai. Bé Lâm mà nó win trận đấu này nữa là coi như nó sẽ được thêm 200.000 đó anh em à. Bởi vì tôi có nói là nếu như mà nó không có nóc một trận nào ấy, tôi cho nó thêm 200.000 anh em ơi. Và cứ mỗi một trận đấu mà nó thắng người cũ tôi á là nó sẽ được 500.000 anh em à. Ui đúng kiểu là thanh niên Lâm là hủy diệt người cũ tôi luôn rồi anh em ơi. Đấy rồi. À, thanh niên Lâm trong trận đấu để xem hết sò được không nha. Chơi. Sao mà đỡ được nè. Quanh kêu luôn anh em ơi. Nói không sao. Nói chung là bé Lâm nó cũng đã win người cũ thứ ba của tôi rồi anh em ơi. À, từ nãy đến giờ mọi người chưa like đăng kênh á thì nhớ like đăng kênh nha. Ok, nhớ là ấn like và đăng ký kênh cho tôi với lại bé Lâm nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha. Ok anh em ơi, bé Lâm nó vừa cho là tất cả những hiệu cũ tôi ta nói là ăn hành 80kg luôn anh em à. Đây, lúc nãy là mình cứ nói là mỗi trận thắng là mình sẽ cho nó 500.000 anh em ơi. Điền đi, điền đi anh hai ơi. 3 trận đúng không? Đúng rồi anh hai ơi. Tổng hết là từ trước tới giờ là tôi có 3 hiệu cũ anh em ơi. Đây, 200.000 còn lại là do là bé Lâm kiểu như là nó bắn 3 trận đấu mà nó không nóc trận nào anh em. Cho nên là tôi sẽ cho nó thêm anh em ơi. Trời ơi, vào vậy anh hai. Trời ơi, lúc nào cũng vào mày. À, chắc có lẽ là tụi mình sẽ lên cũng như là quem cương tặng cho tất cả anh em luôn. Và anh em nào mà có quem cương á, nhớ là ở trong phần comment anh em ơi. Shop tương tại này vẫn còn tăng tỷ lệ nha. Ok, bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở video sau.